chờ đợi em bấy lâu nay để kêu anh bằng giọng dùng đời anh hứa sẽ không hài lòng cất thông gia hai nhà ta từng chinh từng chinh qua gặp nhau bằng lòng anh sáng anh mang bước theo cao châu mãi mãi không đổi thay tình này mình trao em đắm say cưới em về sẽ không bao giờ để em khóc.
anh cứ tin rằng đã biết làm sao. Chờ đêm thầm nhắc đôi mắt bên bên giấu có đêm cần tất đêm vô biên tay không có chuyện không phải về. Chỉ cần gật đầu anh đâu chỉ phải lệ ngỏ con lối sớm ở bờ em tai ghế một đời yên ngắm khi có đêm trời say quê. Yeah you know. Chung một nhà thôi, nơi đó bình yên bằng tình yêu của anh nói với em không một câu dối gian. Muốn em là mai. Và lúc này thì những phần sính lễ của gia đình họ nhà trai dẫn đến gia đình họ nhà gái đã được các chàng trai, các cô gái lam thanh lứa tú dẫn lên sân khấu ngày hôm nay để chính thức long trọng tổ chức buổi lễ đính hôn dành cho cô dâu Kiều Trinh và chú rể Nhật Duy. Và ban tổ chức xin được hân hoan nồng nhiệt chào đón toàn thể quý vị đại biểu, khách quý, quan viên, bố lãnh nhà cùng về tham dự chương trình lễ đính hôn của Kiều Trinh sánh duyên cùng với Nhật Duy. Và lần đầu tiên cho phép ban tổ chức xin được thay lời cho hai bên gia đình đỡ lời cho cô dâu và chú rể được gửi tới toàn thể quý vị khách quý một lời chào, một lời kính chúc sức khỏe và sự đón tiếp nồng nhiệt nhất. Kính thưa quý vị, trân trọng và kính mến, con người ta sinh ra và lớn lên, trai khôn thì dựng vợ mà gái lớn thì gả chồng, đó là quy luật ngàn đời của dân tộc Việt Nam chúng ta. Và tình cảm trăm năm hạnh phúc của Kiều Trinh và Nhật Duy cũng trải qua những cung bậc và cảm xúc thăng hoa như vậy, trải qua những năm tháng khát khao và chờ đợi, trải qua những năm tháng tìm hiểu yêu thương nhau. Thứ đôi bạn trẻ đã nguyện đưa con thuyền tình yêu của mình cập bến bờ hạnh phúc lứa đôi, và để rồi anh về thưa với gia đình đồng ý cho mình lấy ta.
em về thưa với mẹ cha. Mẹ cha đồng ý cho ta lấy mình, với mình lại với ta. Đẹp cho nên lửa mặn mà thông ra, và để rồi ngày hôm nay trăng lên thì đỉnh núi hiền hòa. Tình yêu hạnh phúc của Kiều Trinh và Nhật Duy đẹp như là ánh bình minh. Và sau tình yêu chặng đường tìm hiểu chín mùi, thì các bạn trẻ đã về thưa chuyện với ông bà cha mẹ cũng như hai họ bốn nhà. Và hai gia đình đã thống nhất trong buổi sáng ngày hôm nay sẽ long trọng tổ chức nghi thức lễ đính hôn để ăn hỏi, là một trong những nghi lễ quan trọng của thủ tục cưới hỏi dân tộc Việt Nam chúng ta. Tượng trưng cho hai gia đình nhà trai và nhà gái sẽ cùng thống nhất quan điểm cưới hỏi gả con cho nhau, với những phần sính lễ ăn hỏi của gia đình họ nhà trai được dẫn đến gia đình họ nhà gái sẽ tiếp nhận cũng như đồng ý, để từ nay hai bên gia đình sẽ cùng đồng ý để trao gả con cho nhau. Và kính thưa toàn thể quý vị, ngày hôm nay hai bên gia đình chọn ngày lành tháng tốt, ngày 30 tháng 9 năm 2023, tức ngày 16 tháng 8 năm Quý Mão, để long trọng tổ chức lễ ăn hỏi đón nhận những phần sính lễ của gia đình họ nhà trai. Và trước sự hiện diện của quan viên bốn họ hai nhà, trước sự hiện diện của anh em bạn bè, cơ quan, đồng nghiệp của hai bên gia đình, ban tổ chức xin phép quý vị được trịnh trọng tuyên bố lễ cưới, lễ ăn hỏi của cô dâu Kiều Trinh và chú rể Nhật Duy. Xin phép quý vị chính thức được bắt đầu. Một tràng tay thật lớn và lâm nhiệt để chúc mừng. Vâng, kính thưa quý vị, trân trọng và kính mến, ca dao tục ngữ có câu: con người có tổ có tông, như cây có cội, như sông có nguồn. Cây có cội mới là cành xanh lá, nước có nguồn mới bể đặng sông sâu. Kiều Trinh và Nhật Duy tiến đến chặng đường hạnh phúc tương lai tươi sáng như ngày hôm nay, đó là nhờ công ơn sinh thành của các bậc làm cha làm mẹ, sự tác hợp vun vén yêu thương đồng hành của hai bên gia đình. Và trong giây phút trọng đại của buổi lễ đính hôn ngày hôm nay, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu sự hiện diện của đại diện hai bên gia đình nhà trai và nhà gái sẽ cùng trở về sân khấu với những lời phát biểu trao gửi sính lễ và đón nhận sính lễ. Xin được trân trọng kính mời sự hiện diện của vị trưởng đoàn đại diện gia đình họ nhà trai và vị trưởng đoàn đại diện gia đình họ nhà gái cùng đăng quang trở về sân khấu. Một tràng tay thật lớn và lâm nhiệt để đón chào. Vâng ạ, thưa quý vị thân mến, và hiện diện trên sân khấu lúc này là vị đại diện cho gia đình họ nhà trai đứng bên phía chú rể, và vị đại diện cho gia đình họ nhà gái đứng bên phía cô dâu sẽ đại diện cho hai họ, hai bên gia đình đến với những nghi thức và thủ tục trong buổi lễ đính hôn ngày hôm nay. Và đầu tiên đó chính là những phần sính lễ ăn hỏi được gia đình họ nhà trai chuẩn bị dẫn đến gia đình họ nhà gái trong buổi sáng ngày hôm nay, với những phần sính lễ rất là trang trọng, chú đáo. Và ngay sau đây, ban tổ chức xin được trân trọng kính mời vị trưởng đoàn đại diện gia đình họ nhà trai với những lời phát biểu trao lễ và giới thiệu. Xin được trân trọng kính mời. Vâng ạ, xin được trân trọng kính mời bác cả sẽ đại diện để lên phát biểu trao lễ. Xin được trân trọng kính mời ạ. Và xin quý vị một tràng tay thật lớn và lồng nhiệt ạ. Kính thưa các cụ, các bà, kính thưa toàn thể quan viên hai họ, hôm nay là ngày lành tháng tốt. Gia đình chúng tôi đã chuẩn bị sính lễ để được về kính cáo tổ tiên bên gia đình nhà ngoại. Lời đầu tiên, cho phép tôi thay mặt cho toàn thể gia đình họ nhà trai kính chúc các cụ, các ông, các bà, toàn thể mọi anh em, bạn bè của các cháu có thật nhiều sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Kính thưa các cụ, kính thưa toàn thể hội hôn, trải qua một thời gian dài, hai cháu đã tìm hiểu và đến nay nguyện vọng của hai cháu là để được làm vợ, làm chồng của nhau, về chung với nhau dưới một mái nhà. Thể theo nguyện vọng của hai cháu và được sự đồng ý nhất trí của toàn thể họ nhà gái, đoàn nhà trai hôm nay chúng tôi có sắm sính lễ về để trước tiên kính cáo tổ tiên, sau kính cáo các cụ công, các bà, nhận lễ cho các cháu để các cháu nên duyên hạnh phúc. Và sau đây thì tôi xin trân trọng mời ông Ngô Kim An là bố của cháu Nhật Duy,
có lời phát biểu và giới thiệu thành phần của họ nhà trai hôm nay. Xin kính mời ông. Xin kính chào các cụ, các ông, các bà, toàn thể quan viên hai họ, nhà trai và nhà gái. Khi đi, bớt trẻ, bớt già, cụ ông đi trước, cụ bà theo sau. Khi đi, ta bảo nhau đi, ta đi là để rước dâu về nhà. Vâng, lời đầu tiên cho phép tôi gửi chào toàn thể tới các cụ, các ông, các bà, quan viên, hai họ, bên nhà trai và nhà gái, các cô dì, chú bác, anh em, bạn bè của gia đình nhà trai và nhà gái có mặt ngày hôm nay. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Ngô Kim An, là bố thân sinh ra cháu Ngô Nhật Duy. Họ nhà trai chúng tôi hôm nay đến dự lễ ăn hỏi của hai cháu Ngô Nhật Duy và Phạm Kiều Trinh gồm có thành phần như sau. Tôi xin trân trọng giới thiệu bên nội, em ruột của bố, của người sinh ra bố của tôi là ông Ngô Văn Đức. Xin trân trọng kính mời ông ạ. Tôi xin trân trọng giới thiệu ông Ngô Văn Liên là em của bố tôi. Tôi xin trân trọng giới thiệu có ông Ngô Văn Thanh là ông, là em của ông đẻ ra bố tôi. Tôi xin trân trọng giới thiệu ông Ngô Văn Hùng là em của bố tôi. Bên nội nhà chúng tôi hôm nay còn có các cô dì chú bác, vợ chồng của các ông, các bà, anh em, bạn bè, hàng xóm, toàn thể những người thân thích nhất bên nội nhà tôi có mặt ngày hôm nay. Tôi xin trân trọng giới thiệu bên ngoại, bên thân sinh ra mẹ của cháu Ngô Nhật Duy gồm có bà Lê Thị Doãn là bà thân sinh ra mẹ của cháu Ngô Nhật Duy. Bà Lê Thị Gái là em ruột của bà ngoại cháu Ngô Nhật Duy. Về phía nhà ngoại hôm nay, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu còn có các cô dì chú bác ruột thịt của bên nhà ngoại của mẹ cháu Ngô Nhật Duy ngày hôm nay. Kính thưa hội hôn, như câu thơ tôi vừa đọc ở đầu, đoàn nhà trai chúng tôi xin rất vinh dự khi được đón con dâu mới về gia đình. Do vậy, nhân ngày lành tháng tốt hôm nay, chúng tôi có chuẩn bị các cháp lễ, vừa là lễ vật dâng lên tổ tiên nhà gái, vừa là món quà cảm ơn tới toàn thể họ nhà gái. Gia đình đã nuôi lấng, dạy dỗ cháu Phạm Kiều Trinh lên người và trở thành vợ hiền, dâu thảo cho gia đình chúng tôi. Tôi xin thay mặt gia đình, nhà trai gửi lời chúc trăm năm hạnh phúc cho hai con chúng tôi. Chúc cho đôi bên gia đình may mắn, sức khỏe và gắn bó bền lâu. Chúc cho buổi lễ ăn hỏi ngày hôm nay thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn những lời phát biểu rất là tâm huyết, chu đáo và trang trọng của đại diện gia đình họ nhà trai với những phần giới thiệu về thành phần đại biểu và
trao gửi những mâm sính lễ ăn hỏi để thay cho lời cảm ơn cũng như dẫn đến gia đình họ nhà gái đã sinh ra cô dâu Kiều Trinh để nuôi nấng khôn lớn để gia đình họ nhà trai có được một nàng dâu hiền và có một người con hiếu thảo. Và kính thưa toàn thể quý vị, nhà trai thì vừa phát biểu xong, nhà gái ta cũng phải có đôi câu để đỡ lời, để cho bên rể bên dâu, để cho họ được về lâu về dài. Và ngay sau đây thì xin mời quý vị cùng đến với những lời phát biểu giới thiệu thành phần đại diện của gia đình họ nhà gái cùng với những phần tiếp nhận, đón nhận những phần sính lễ ăn hỏi của gia đình họ nhà trai. Xin được trân trọng kính mời đại diện gia đình họ nhà gái ạ. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác của họ nhà trai cũng như họ nhà gái, cũng như toàn thể bạn bè, nam nữ thanh niên của cô dâu và của bạn Trinh và của bạn Duy có mặt trong khán phòng lễ đính hôn của cháu Kiều Trinh ngày hôm nay. Cho phép tôi thay mặt cho cha của cháu Trinh, tôi là Phạm Duy Nhất, là bố đẻ ra cháu Phạm Kiều Trinh, một lần nữa rất cảm động sự hiện diện của phái đoàn của họ nhà trai có mặt trong khán phòng lễ đính hôn của họ nhà gái ngày hôm nay. Thay mặt cho các cụ, các ông, các bà cũng như toàn thể bạn bè nam nữ thanh niên của họ nhà gái, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn. Và thay mặt cho gia đình của họ nhà trai, họ Phạm Đình xin được những sính lễ, chín lễ ăn hỏi của họ nhà trai có mặt trong khán phòng đính hôn ngày hôm nay. Một lần nữa, thay mặt cho gia đình, thay mặt cho dòng họ cũng như gia đình của họ nhà gái, xin kính mời quý vị đại biểu khách quý, các cụ, các ông, các bà của họ nhà trai cũng như các cụ, các ông, các bà, bạn bè nam nữ thanh niên của họ nhà gái, chúng ta ăn trầu, uống nước, hút thuốc để chúc phúc, để mừng hạnh phúc cho các cháu trong lễ đảnh hôn ngày hôm nay. Một lần nữa, thay mặt cho họ nhà gái, chúng tôi xin được cảm ơn. Xin được trân trọng cảm ơn những lời phát biểu giới thiệu của vị trưởng đoàn đại diện gia đình họ nhà gái với sự tham gia hiện diện đầy đủ của quan viên bốn họ hai nhà, đằng ngoại, đằng nội cùng với các quý vị khách quý là những người anh em bạn bè, cơ quan đồng nghiệp của hai bên gia đình, anh em bạn bè của cô dâu và chú rể đã về tham dự chung vui chương trình buổi lễ đính hôn ngày hôm nay. Và đặc biệt là lời tiếp nhận những phần sính lễ ăn hỏi là chín sính lễ mà gia đình họ nhà trai dẫn đến gia đình họ nhà gái trong buổi sáng ngày hôm nay, cũng với ý nghĩa là đồng ý từ nay hai gia đình sẽ chính thức lên tình lên nghĩa thông gia, đồng ý cưới hỏi gả con cho nhau. Và để thể hiện sự thống nhất cũng như đánh dấu mốc son lịch sử trọng đại giữa hai nhà, hai bên gia đình, xin được trân trọng kính mời đại diện của hai bên gia đình sẽ cùng dành cho nhau một chiếc bắt tay thật chặt để kết tình thông gia trong năm. Xin được trân trọng kính mời và xin quý vị cùng vang lên một tràng pháo tay thật lớn và lồng nhiệt để chúc mừng ạ. Ngoài bắt tay thì hai ông bố còn ôm nhau rất là chặt và hai người con là những nụ cười rất là tươi mãn nguyện ạ. Xin cảm ơn hai ông rất nhiều. Và kính thưa quý vị, trân trọng và kính mến với những lời phát biểu vàng ngọc của hai vị đại diện cho hai bên gia đình cũng như sự thống nhất cao của hai bên gia đình, nhà trai và nhà gái đã chính thức trao và nhận phần sính lễ ăn hỏi cho nhau. Và sau đây thì ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu sự hiện diện của hai người mẹ thân yêu sẽ cùng trở về sân khấu để chính thức trao và đón nhận những phần sính lễ ăn hỏi. Xin được trân trọng kính mời mẹ của chú rể và mẹ của cô dâu sẽ cùng đồng hành trở về sân khấu. Và xin quý vị một tràng tay thật lớn và lồng nhiệt để đón chào. Và xin mời lực lượng các em chàng trai nam thanh nữ tú sẽ cùng trở ra sân khấu với mâm sính lễ đầu tiên sẽ là mâm trầu cau.
Nga kính thưa quý vị, trân trọng và kính mến. Và những phần sính lễ vừa rồi đã được cả hai người mẹ đại diện cho hai bên gia đình thông gia đã trao và nhận sính lễ. Và sau đây thì để kính cáo lên tổ tiên, bái yết tổ đường, cầu mong tổ tiên phù hộ cho những điều tốt đẹp nhất, hạnh phúc cho hai bên gia đình cũng như cho cô dâu chú rể. Sau đây ban tổ chức xin được trân trọng xin phép quý vị được cho cô dâu và chú rể cùng với đại diện hai bên gia đình sẽ cùng dẫn một mâm sính lễ, đó là mâm chầu kho, vào phía nhà trong để kính cáo tổ tiên bái yết tổ đường. Xin được trân trọng kính mời. Vâng, kính thưa quý vị, trân trọng và kính mến. Và trong lúc chờ đợi hai bên gia đình cùng với cô dâu chú rể làm lễ gia tiên ở phía nhà trong trở ra, thì xin được trân trọng kính mời các quý vị đại biểu khách quý cùng như quan viên bốn hai nhà sẽ cùng tự nhiên xây chầu uống nước thuốc để mừng hạnh phúc chúc con ai dành cho cô dâu và chú rể. Và ban tổ chức cũng xin phép được gửi tới quý vị một ca khúc để thay lời mời nước mời chầu cũng như chúc quý vị dùng tiệc chầu tiệc trà thật là ngon miệng với một ca khúc được mang tên Khách Đến Chơi Nhà. Và xin quý vị cùng dành một tráng tay thật lớn và lâm nhiên đến với ca khúc Khách Đến Chơi Nhà. Khách đến chơi nhà rằng mấy khi, khách đến chơi nhà rót lời hát rót chén trà mời nhau, rót lời hát rót chén trà mời nhau. Mời anh xin một miếng trầu dầu sằng vẫn biết qua cầu gió bay. Giá em đừng hát thay, giá em đừng nền ná, đừng ngao từ thân, đừng khăn bó hoa, đừng ngắt cầu người ơi người ở đừng về. Chót buông ánh mắt ngầm ngưng chứ để người dưng nhớ người dưng thế này. Ra miếng chầu đừng cay, ra chén trà đừng chát, ra người ngoan đừng hát thì dối hơi ai lại phải lòng để bây giờ. Ra ngõ mấy trông ra ngõ mà trông. Mấy khi khách đến chơi nhà, đốt than quản nước pha trà, em mời người rơi. Trà lầy quý lắm người ơi, mỗi người mỗi chén, cho gia đình cô dâu và chú rể được vui lòng. Khách đến chơi nhà rằng mấy khi, khách đến chơi nhà rót lời hát rót chén trà mời nhau, rót lời hát rót chén trà mời nhau. Mời ông xem một miếng trầu sâu sẵn vẫn biết qua cầu gió bay. Giá em đừng hát thay, giá em đừng đền ná, đừng ao từ thân, đừng khăn bó hoa, đừng ngắt cầu người ơi người ở đừng về. Chót buông ánh mắt ngập ngừng chỉ để người dưng nhớ người dưng thế này. Ra miếng chầu đừng cay, ra chén trà đừng chát, ra người ngoan đừng hát thì dối hơi ai lại phải lòng để bây giờ. Ra ngõ mấy trông ra ngõ mà chờ. Đừng ao từ thân, đừng khăn bó quọ, đừng ngắt cầu người ơi người ở đừng về. Chót buông ánh mắt ngập ngừng chỉ để người dưng nhớ người dưng thế này. Ra miếng chầu đừng cay, ra chén trà đừng chát, ra người ngoan đừng hát thì dối hơi ai lại phải lòng để bây giờ. Ra ngõ mấy trông ra ngõ mà trông. Khách đến chơi nhà, khách đến chơi nhà rằng, khách đến chơi nhà. Tinh tang tang, tinh tinh tinh, tang tình tinh tang tình tang. Tinh tang tang, tinh tinh tinh, tang tình tinh tang tang tình. Vâng ạ, xin quý vị một tráng tay nho nhỏ cho ca khúc vừa rồi được không ạ? Vâng ạ, xin cảm ơn quý vị rất là nhiều với những tràng pháo tay, với những lực trong buổi lễ đính hôn ngày hôm nay tạo lên một không khí vô cùng yêu thương, hạnh phúc và trang trọng tại không gian sự kiện của gia đình họ nhà gái, cũng như để chúc mừng cũng như chào đón tình yêu hạnh phúc trăm năm trong buổi lễ đính hôn của Kiều Trinh sánh duyên cùng với Nhật Duy. Và kính thưa toàn thể quý vị trân trọng và kính mến, lúc này thì cô dâu chú rể cùng với đại diện
hai bên gia đình cũng đã làm nghi lễ kính cáo gia tiên bái yết tổ đường với sự chứng giám và phù hộ của tổ tiên dành cho hai họ hai bên gia đình. Và theo như nét đẹp truyền thống văn hóa của dân tộc Việt Nam chúng ta thì với những phần sính lễ của gia đình họ nhà trai dẫn tới thì gia đình họ nhà gái bằng sự chu đáo của mình cũng có một phần chút lễ lại mặt sẽ trao lại cho gia đình họ nhà trai. Và ngay sau đây ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu sự hiện diện của cô dâu và chú rể cùng với hai người mẹ thân yêu sẽ cùng trở về sân khấu. Vâng, và xin quý vị cùng dành một tràng tay thật lớn và lông nhiệt để chúc mừng cũng như đến với nghi lễ trao lễ lại mặt thể hiện sự chu đáo của gia đình họ nhà gái. Cảm ơn tới tình cảm thích tình của gia đình họ nhà trai với những phần sính lễ được dẫn đến gia đình họ nhà gái trong buổi lễ đính hôn ngày hôm nay. Và sau đây thì ban tổ chức của gia đình cũng xin phép quý vị được khép lại những nội dung chương trình buổi lễ ăn hỏi tại đây và xin được gửi lời kính chúc khỏe tới toàn thể quý vị gia đình hạnh phúc, an khang và thành đạt. Và sau đây thì gia đình họ nhà trai xin phép sẽ cùng chuẩn bị những phần sính lễ xin dâu để long trọng tổ chức buổi lễ vô quy ngay trong buổi sáng ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời. Chương trình đầu tiên mà tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và kính mời sự hiện diện của hai bên gia đình nhà trai và nhà gái với những phần sính lễ xin dâu sẽ được gia đình của nhà trai dẫn tới. Và xin được trân trọng kính mời gia đình của nhà trai với phần lễ xin dâu sẽ dẫn vào phía nhà trong và đại diện gia đình của nhà gái chúng ta sẽ đón nhận lễ xin dâu, sau đó cho cô dâu và chú rể kính cáo tổ tiên và trở ra ngoài sân khấu. Và xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị khách quý chúng ta sẽ cùng trở về với những bàn tiệc trầu, tiệc trà để tự nhiên xơi trầu uống nước thuốc mừng hạnh phúc chúc tai dành cho cô dâu rể. Xin được trân trọng đón chào. Vâng, kính thưa quý vị, trân trọng và kính mến, và trong lúc chờ đợi hai bên gia đình nhà trai và nhà gái làm những thủ tục nghi lễ trao và nhận lễ xin dâu ở phía nhà trong cũng như cho cô dâu và chú rể kính cáo tổ tiên bái yết tổ đường thì ban tổ chức xin được trân trọng kính mời các cụ, các bà, cô dì, chú bác, quan viên, bốn họ hai nhà, anh em bạn bè, cơ quan, đồng nghiệp, quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng tự nhiên xây chầu uống nước thuốc cũng như cùng chờ đón ít phút nữa sẽ cùng chào đón cô dâu và chú rể cùng với đại diện hai bên gia đình hiện diện trở về với trung tâm sân khấu để long trọng tổ chức buổi đại lễ quy trong buổi sáng ngày hôm nay. Với tình cảm với xin diện của quý vị, hai gia đình xin được trân trọng đón nhận cũng như gửi lời cảm ơn, lời kính chúc sức khỏe. Chúc quý vị và gia đình luôn luôn hạnh phúc và bình an. Và kính thưa toàn thể quý vị thân mến, yêu nhau thì ta đón nhau về, bạn tình ca mới tràn trề thiết tha, yêu nhau ta đón nhau về, có chồng có vợ dễ bề làm ăn. Và đích thực hôm nay đây, anh rủ em vào chuyện lưới đôi, để chầu hai họ đỏ trên môi, khăn xanh áo đỏ khoe màu sắc, cốc chén leng keng díu diết mời, mời cô mời bác đường xa. Với đây sự bản tình ca tơ hồng. Và một lần nữa thì ban tổ chức xin được trân trọng kính mời quý vị cùng tự nhiên thơm mừng thuốc cạn ni trà. Và lúc này thì cô dâu và chú rể cùng với đại diện của hai bên gia đình nhà trai nhà gái đang làm những thủ tục nghi lễ trao và nhận lễ xin dâu ở phía nhà trong. Và ít phút nữa sẽ cùng trở ra hôn trực cưới để long trọng tổ chức buổi lễ vô quy. Và xin được trân trọng kính mời Kiều Trinh và chú rể Nhật Duy đã làm lễ gia tiên ở phía nhà trong trở ra. Và xin quý vị cùng vang lên một tràng tay thật lớn và lông nhiệt để đón chào cô dâu và chú rể hai ngôi sao ngày cưới ngày hôm nay sẽ cùng trở về với vị trí bàn hoa ngày hôm nay để long trọng tổ chức buổi lễ vô quy trăm hạnh phúc. Xin được trân trọng kính mời và xin mời quý vị cùng lộ một tràng tay thật lớn và lông nhiệt hơn nữa được không ạ? Xin mời. Và kính thưa quý vị thân mến, và một lần nữa thì ban tổ chức xin được hân hoan nồng nhiệt chào đón xin xiền của quý vị đại biểu khách quý, quan viên, bốn họ hai nhà cùng về tham dự chương trình đại lễ vô quy của cô dâu Kiều Trinh sánh duyên cùng với chú rể Nhật Duy. Và lời đầu tiên cho phép ban tổ chức xin được thay lời hai bên gia đình gửi tới toàn thể quý vị lời chào, lời kính chúc sức khỏe và sự đón tiếp nồng nhiệt nhất.
Kính thưa quý vị, trân trọng và kính mến, yêu và được yêu là niềm hạnh phúc lớn lao trong cuộc đời của mỗi con người. Trước sự hiện diện của các bạn bè, anh em, cơ quan, đồng nghiệp, ban tổ chức xin được trân trọng kính mời cô dâu và chú rể, hai em sẽ cùng đứng lên để ra mắt trước toàn thể quan viên bốn họ hai nhà. Xin mời cô dâu và chú rể. Vâng, kính thưa quý vị, trân trọng và kính mến, và như thường lệ, tiếng chuông vàng đã điểm, ban tổ chức xin được trịnh trọng tuyên bố lễ cưới, lễ vu quy trong hạnh phúc của Kiều Trinh và Nhật Duy xin phép chính thức được bắt đầu. Một xin kính chào thật sâu của cô dâu trẻ tới quý vị, xin mời. Xin chào Phú Ly ạ. Vâng ạ, từ từ không ạ? Cái đoạn này từ từ đã. Vâng ạ, phải nói là rất là vui ạ. Vâng ạ, vâng, các trưởng đoàn rất là vui tính. Và xin mời cô dâu trẻ hai em sẽ ngồi xuống ạ. Vâng ạ, kính thưa quý vị thân mến, thật đúng là hoa cười thì gọi ngày vui tới, cũng là ngày cưới của đôi ta. Cho cánh chim bay khắp dải ngân hà, cho đôi bạn trẻ được trở về nơi tổ ấm. Hôm nay là lễ vu quy, hương quê rộn rã tiếng hòa mi ngọt ngào. Hôm nay trời nhẹ mây cao, ở đâu có cuộc vui nào vui hơn. Khí tiết trong sắc trời hồng, nơi đây có cuộc tân hôn nồng nàn, rộn ràng trong tiếng âm vang, chứng cho hạnh phúc của chàng cùng em. Thưa quý vị, thưa các bạn, hôm nay đây trong thời tiết ấm nồng, vấn vương tình người, có hương thơm rượu ngọt của cỏ cây hoa lá, có âm thanh sôi động của làng quê. Lễ cưới, lễ vu quy trăm năm hạnh phúc của Kiều Trinh và Nhật Duy long trọng được tổ chức. Rất vinh dự và tự hào cho hai bên gia đình được đón tiếp tình cảm, sự hiện diện của các cụ, các bà, cô dì, chú bác, quan viên, bố nọ hai nhà, anh em bạn bè, cơ quan, đồng nghiệp. Và xin được thay lời hai bên gia đình gửi tới quý vị một lời cảm ơn sâu sắc, một lời kính chúc sức khỏe và trân trọng kính mời quý vị cùng tự nhiên xơi trầu uống nước thuốc để mừng hạnh phúc chúc tân ai dành cho cô dâu và chú rể. Và để thay lời đón tiếp rất là trang trọng lời mời nước mời chầu từ gia đình tới toàn thể quý vị, xin được trân trọng và kính mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc rất là ý nghĩa với dòng ca của ca sĩ Đình Tưởng sẽ cùng trở về sân khấu để cùng gửi tặng tới quý vị một ca khúc để chúc quý vị dùng tiệc chầu tiệc trà ngon miệng hơn, và cũng là cơ hội để cô dâu và chú rể sẽ xin phép quý vị được tiếp cận tới từng dãy bàn để mời chầu mời nước quan viên bố nội nhà. Và xin mời cô dâu rể hai em sẽ cùng đứng lên đi tới từng dãy bàn để rót nước mời chầu hai họ bốn nhà. Và xin mời quý vị cùng dành cho giọng ca của ca sĩ Đình Tưởng một tràng pháo tay thật lớn và lộng nhiệt. Vâng, mở đầu chương trình trong buổi lễ thành hôn hôm nay, Đình Tưởng xin gửi tới lời chào, lời chúc tới các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể anh chị em nam nữ một lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Và cùng đến với một ca khúc rất nổi tiếng của nhạc sĩ Phạm Tuyên, ca khúc được mang tên Gửi Nắng Cho Em. Trong này không thấy mùa đông, nắng vẫn đỏ mận hồng đào cuối vụ. Trời Sài Gòn xanh cao như quyến rũ, thật diệu kỳ là mùa đông.
anh ở trong này không thấy mùa đông, nắng vẫn đỏ mận hồng đào cuối vụ, trời Sài Gòn xanh cao như quyến rũ, thật diệu kỳ là mùa đông phương Nam. Vâng ạ, xin cảm ơn những tràng vỗ tay nồng nhiệt và rộn rã của quý vị dành cho giọng ca của ca sĩ Đình Tưởng. Và cũng xin giới thiệu với quý vị là Đình Tưởng cũng là một trong những người anh họ của cô dâu cùng trở về để chung vui và chúc phúc cho người em gái thân yêu của mình với những ca khúc rất là ý nghĩa vừa rồi, để cùng gửi tặng tới quý vị cũng như thay lời mời nước mời chầu trân trọng nhất từ gia đình tới tình cảm diện diện của quý vị, và đặc biệt là tình cảm mà cô dâu và chú rể gửi tặng tới quý vị qua những khẩu chầu, những chén nước trà ân tình thủy chung. Và thưa quý vị thân mến, ngày hôm nay thì rất vinh dự tự hào cho gia đình được đón tiếp rất là đông đảo quý vị khách quý. Vì vậy có thể là lời mời điếu thuốc chén nước chưa đến được tận tay từng người, cũng rất kính mong toàn thể quý vị chúng ta thông cảm bỏ qua cho. Tất cả là vì hạnh phúc của con cháu ta, kính mong các cụ cũng như quý vị chúng ta bỏ qua mọi điều. Và kính thưa toàn thể quý vị, trân trọng và kính mến, ca dao tổ người có câu, con người của tổ của tông, như cây có cội như sông có nguồn, cây có cội mới lở cành xanh lá, nước có nguồn mới bể đặng sông sâu. Đôi bạn trẻ Kiều Trinh và Nhật Duy có được hạnh phúc lớn lao trọng đại như ngày hôm nay, đặc biệt là thế trẻ của chúng ta phải luôn luôn ghi nhớ công ơn sinh thành của những bậc làm cha làm mẹ, tứ thân phụ mẫu đôi bên. Xin mời cô dâu trẻ em sẽ cùng đăng quang trở về sân khấu để đến với những lời phát biểu dặn dò của hai vị đại diện cho hai bên gia đình nhà trai và nhà gái. Xin được trân trọng kính mời. Vâng ạ, xin được trân trọng kính mời đại diện của gia đình Hòa Nhà Trai và đại diện gia đình Hòa Nhà Gái sẽ cùng đồng hành trở về sân khấu. Xin được trân trọng kính mời. Vâng ạ, kính thưa quý vị, trân trọng và kính mến, hiện diện sân khấu lúc này là đại diện của hai bên gia đình, đại diện gia đình Hòa Nhà Trai đứng bên phía chú rể và đại diện gia đình Hòa Nhà Gái đứng bên phía cô dâu. Chúng ta sẽ cùng đến với những lời phát biểu tác hợp xin dâu và cảm ơn của đại diện gia đình Hòa Nhà Trai. Xin được trân trọng kính mời. Kính thưa quan viên hai họ, kính thưa toàn thể bên họ nhà gái, ngày hôm nay họ nhà gái đã tạo mọi điều kiện đón tiếp nồng nhiệt gia đình họ nhà trai chúng tôi để lễ thành hôn của hai cháu được thành công tốt đẹp. Và cũng là sau đây cũng muốn rằng gửi gắm đôi điều với hai cháu Duy và Trinh. Hai cháu nay đã là con của gia đình, hai cháu sẽ làm tròn trách nhiệm bổn phận làm con, làm dâu hiền dễ thảo. Và xin được kính chúc các cụ công các bà thật nhiều sức khỏe, thành công
và hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn. Vâng ạ, xin được trân trọng cảm ơn những lời phát biểu rất là tâm huyết, đầy đủ ý nghĩa của vị đại diện gia đình họ nhà trai rất là nhiều. Và kính thưa toàn thể quý vị, kính thưa hôn trường là gia đình họ nhà trai, là nhân dịp hai vị trưởng đoàn cùng với lại gia đình họ nhà trai trở về từ quận Đống Đa, thủ đô Hà Nội yêu dấu, trở lại với gia đình họ nhà gái hôm nay tại quê hương xã Hồng Dụ, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương. Thế ban tổ chức cũng xin được trân trọng kính chúc phái đoàn đại diện của gia đình họ nhà trai chúng ta một chuyến đi tươi về tốt, một chuyến đi đùa về hoa, và chúc cho đại diện của gia đình luôn luôn mạnh khỏe, và một tràng tay thân lớn và lông nhiệt để cảm ơn tình cảm của những lời phát biểu vang ngọc. Và thưa quý vị thân mến, nhà trai thì vừa phát biểu xong, nhà gái ta cũng phải có đôi câu để đỡ lời, và ngay sau đây thì xin mời quý vị cùng đến với những lời phát biểu trao dâu và cảm ơn của vị trưởng đoàn đại diện gia đình nhà gái. Xin được trân trọng kính mời. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, quan viên của hai họ cũng như bạn bè cùng công tác với gia đình, với anh em trong họ hàng, thay mặt cho các cụ, các ông, các bà của họ nhà gái, xin gửi lời cảm ơn rất sâu sắc đến cái tình cảm cực kỳ quý báu đối với phái đoàn của họ nhà trai trong cái buổi lễ vu quy ngày hôm nay. Cho phép tôi thay mặt cho gia đình xin gửi lời cảm ơn và xin được giao cháu Phạm Kiều Trinh về làm dâu làm con tại gia đình của họ nhà trai, và làm dâu con của ông bà An, và cháu Duy chính thức từ ngày hôm nay sẽ là con rể của bố mẹ cũng như gia đình của họ nhà gái. Chúc cho tình thông gia của hai gia đình chúng ta mãi mãi bền vững. Chúc hai con trăm năm hạnh phúc bền lâu. Một lần nữa thay mặt cho gia đình của họ nhà gái xin gửi lời cảm ơn rất sâu sắc sự hiện diện của tất cả quý vị trong khán phòng ngày hôm nay. Một lần nữa xin cảm ơn. Vâng ạ, xin được trân trọng cảm ơn những lời phát biểu rất là chu đáo và xúc động của vị đại diện gia đình họ nhà gái rất nhiều. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, kính thưa đại diện hai bên gia đình, trai khôn thì dựng vợ mà gái lớn thì gả chồng, đó là quy luật ngàn đời của dân tộc Việt Nam chúng ta. Và ngày hôm nay hai gia đình đã chính thức thêm tình, thêm nghĩa và thêm quyền mẹ cha, và để đánh dấu mốc son lịch sử ý nghĩa trọng đại giữa hai nhà, hai bên gia đình, xin được trân trọng kính mời hai vị đại diện sẽ cùng dành cho nhau một chiếc bắt tay thật chặt để kết tình thông gia trăm năm bền lâu. Một tràng tay thật lớn và lộc nhiệt để chúc mừng và cảm ơn. Xin được trân trọng cảm ơn hai vị đại diện rất nhiều. Toàn thể quý vị trân trọng và kính mến. Thật đúng là lời dạy ông cha tựa núi non, dâu hiền dè thảo tấm lòng son, đạo làm con giữ cho tròn đạo, hiếu nghĩa ngàn năm của nước non. Và ngày hôm nay đây thì sum họp chúc may, tình trong một khắc nhưng nghĩa thì dài trăm năm, và ban tổ chức của gia đình cũng xin được trân trọng kính chúc mối tình thông gia giữa hai bên gia đình nhà trai và nhà gái chúng ta ngày một keo sơn gắn bó, cùng trồng cây chung ăn quả chung, đời đời ấm no và hạnh phúc. Và xin quý vị một tràng tay thật lớn hơn nữa để chúc mừng. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, trân trọng và kính mến, và bằng những tình cảm của mình thì đại diện hai bên gia đình và đặc biệt là hai người cha cũng như là bố mẹ hai bên, anh em bạn bè, cơ quan, đồng nghiệp cũng chỉ mong muốn và cầu chúc cho cô dâu và chú rể trăm năm tình viên mãn và trọn đời nghĩa phu thê. Và yêu nhau thì mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua, yêu nhau chẳng ngại đường xa, đá mòn cố quyết, phong ba cũng liều. Và tình yêu hạnh phúc của Kiều Trinh và Nhật Duy thì cũng trải qua những cung bậc và cảm xúc thăng hoa như vậy. Vừa rồi thì chú rể Nhật Duy có tâm sự với anh em trong ban tổ chức là em thì lấy được vợ em là cô dâu Kiều Trinh, rất là xinh và đẹp, giống như kiểu diễn viên Hàn Quốc trong bộ phim Chấu Úc Lăn Bu Chiêng mà quý vị vẫn xem đấy. Thế nhưng mà cũng rất là vất vả. Thế anh em tôi hỏi là thế vất vả như nào, vất vả ra làm sao, thì chú rể có trả lời rằng là vị làng mà em phải đi đêm vấp lên ngã xuống mà mặt đất nước êm như giường. Và rồi chọn một ngày đẹp trời nhất thì chú rể có thỏ thẻ bên tai cô dâu Kiều Trinh rằng là ước gì anh lấy được làng để anh đem gạch bát tràng về xây, xây dọc rồi lại xây ngang, xây hồ bán nguyện cho làng rửa chân. Và rồi từ đó thì hai trái tim họ đã hòa chung một nhịp đập, họ đã nguyện đưa con thuyền tình yêu của mình cập bến bờ, hạnh phúc nửa đôi trọng đại như ngày hôm nay. Và quý vị sẽ cùng lắng nghe trong nắng trong gió những gì đang diễn ra. Đó chính là giây phút cô dâu và chú rể chính thức trao nhau đôi vòng nhẫn cưới, kết tình phu thê trước sự hiện diện chứng kiến của quan viên bốn họ nhà. Và xin mời quý vị cùng vang lên một tràng pháo tay đến với nghi lễ trao nhẫn cưới, kết tình phu thê ngày hôm nay.
đầu tiên sẽ là chú rể Nhật Duy trao nhẫn cưới cho cô dâu. Vâng thưa quý vị thân mến, kẻ trăm năm cũng là từ đây, nhẫn trao tay một phút lẻ làm ghi, tình chồng nghĩa vợ như sông Hoàng Hà, đắp xây chung một mái nhà, lứa đôi hạnh phúc cũng là từ đây. Và tiếp theo sẽ là cô dâu trao nhẫn cưới cho chú rể với biểu tượng đôi vòng nhẫn cưới là một hình tròn khép kín, không có điểm đầu, không có điểm kết, khẳng định rằng tình yêu hạnh phúc trăm năm của Kiều Trinh và Nhật Duy luôn trọn vẹn thủy chung như đôi vòng nhẫn cưới. Một tràng tay thật lớn để chúc mừng. Vâng thưa quý vị thân mến, và trong giây phút ngọt ngào yêu thương hạnh phúc như ngày hôm nay thì chú rể sẽ thể hiện tình yêu tình cảm của mình với một chiếc ôm thật chặt và một nụ hôn thật nồng nàn dành cho cô dâu ạ. Quý vị có đồng ý không ạ? Nếu mà đồng ý thì vỗ tay thật lớn và lồng nhiệt ạ. Vâng, xin mời chú rể sẽ thể hiện tình yêu của mình với một chiếc ôm thật chặt và một nụ hôn thật yêu thương dành cho người vợ thân yêu của mình. Chúc cho em trăm năm hạnh phúc trọn đời thủy chung. Và trong ngày vui ngày hạnh phúc trọng đại của cháu gái thân yêu mình ngày hôm nay thì bà ngoại cũng gửi một món quà để dành tặng cho hai cháu trong ngày lễ vu quy. Cháu gái lên xe hoa về nhà chồng và sau đây xin được trân trọng kính mời xin diện của món quà của bà ngoại sẽ cùng trở lên sân khấu. Và do sức khỏe nên bà ngoại không có mặt hiện diện ngày hôm nay được nên bà ngoại đã ủy quyền cho cậu mợ sẽ trao quà cho hai cháu với món quà của bà ngoại thân yêu. Và chúc quý vị một tràng tay thật lớn và lồng nhiệt để đón nhận và cảm ơn tình cảm của bà ngoại với sự ủy quyền cho mợ trao quà cho hai cháu. Mặc dù ngoại năm nay đã cao tuổi rồi nhưng mà luôn dành sự quan tâm dành cho các con các cháu, và trong ngày vui ngày hạnh phúc ngày hôm nay thì xin được trân trọng cảm ơn ngoại rất nhiều và chúc cho ngoại luôn bách liên giai lão thọ tỷ lam sơn. Và xin được cảm ơn cậu mợ với món quà của bà ngoại, xin được cảm ơn ạ. Vâng ạ, kính thưa quý vị thân mến, và ngay sau đây ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu làm món quà của bố mẹ thân sinh ra cô dâu Kiều Trinh sẽ cùng trở về sân khấu để trao quà cho hai con trong ngày cưới. Xin được trân trọng kính mời phụ thân và phụ mẫu của cô dâu. Vâng, và xin quý vị cùng dành một tràng tay thật lớn và lồng nhiệt để đón chào lên sân khấu là bố mẹ của cô dâu ạ. Xin mời bố sẽ đứng bên con rể ạ. Vâng ạ, từ nay sẽ có một chàng rể thảo rót rượu rất là tuyệt vời ạ. Một tràng tay thật lớn và lồng nhiệt ạ. Và dường như là bố mẹ của cô dâu ngày hôm nay thưa quý vị ạ, trẻ ra tới 10 tuổi ạ. Đặc biệt là bố của cô dâu rất là tâm đắc, từ nay có một chàng rể để rót rượu rồi ạ. Rất là tuyệt vời ạ. Một tràng tay thật lớn và lồng nhiệt để chúc mừng. Và kính thưa quý vị thân mến, là đúng là đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Tấm áo sờn mẹ nuôi con khôn lớn, mang tấm thân gầy cha che chở đời con. Quý vị cùng đang chứng kiến hình ảnh rất là đẹp, rất là hạnh phúc của đại gia đình ngày hôm nay, và xin được trân trọng cảm ơn bố mẹ của cô dâu rất nhiều. Và kính thưa quý vị trân trọng và kính mến, và liên tục chương trình trao quà kỷ vật cho cô dâu và chú rể đó là sự hiện diện cũng như món quà rất là ý nghĩa của bố mẹ thân sinh ra chú rể Nhật Duy sẽ cùng trở về sân khấu để trao quà chúc mừng cho hai con trong ngày vui ngày hạnh phúc hôm nay. Xin được trân trọng kính mời hai bác. Vâng, và xin quý vị cùng vang lên một tràng tay thật lớn và lồng nhiệt để đón chào xin diện của phụ thân và phụ mẫu của chú rể Nhật Duy. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị trân trọng và kính mến, thật đúng là mẹ là trăng sáng êm đềm, cha là gió mát những đêm mùa hè, lòng cha mẹ bao la như biển khơi. Hai bên gia đình dành tặng cho cô dâu và chú rể để hai bạn làm vốn cũng như động viên khích lệ để hai bạn phấn đấu xây dựng một tương lai thật là hạnh phúc, thật là tươi sáng với tình cảm của bố mẹ chú rể trao cho hai con những món quà làm kỷ vật. Vâng ạ, quý vị và các bạn cùng đang được tham dự và chứng kiến ngày lễ vu quy trọng đại của Kiều Trinh và Nhật Duy, cùng đến với nghi lễ trao quà kỷ vật của những người thân yêu trong gia đình dành tặng cho cô dâu rể với món quà của bố mẹ chú rể Nhật Duy. Chuẩn bị những món quà rất là ý nghĩa để trao cho hai con trong ngày vui ngày phúc ngày trọng đại ngày hôm nay. Và xin quý vị cùng vang lên một tràng tay thật lớn và lồng nhiệt để chúc mừng và cảm ơn tình cảm của bố mẹ. Và thay mặt cho chú rể và cô dâu cũng xin được cảm ơn bố mẹ rất là nhiều. Cảm ơn bố mẹ hai bên đã sinh ra chúng con. Cảm ơn bố mẹ đã đồng hành để chúng con có được hạnh phúc lớn nào như ngày hôm nay. Và xin được trân trọng cảm ơn hai bác rất nhiều.
Và thưa quý vị thân mến, và trong ngày vui, ngày hạnh phúc trọng đại ngày hôm nay thì người anh trai và chị dâu của cô dâu Kiều Trinh cũng có món quà dành tặng cho em. Và sau đây xin được trân trọng kính mời duyên diện của anh chị và các cháu sẽ trở về sân khấu để trao quà và chụp ảnh lưu niệm với cô dâu và chú rể. Xin mời. Một tràng tay thân lớn và lồng nhiệt để cảm ơn tình cảm của đại gia đình của anh trai và chị dâu thân yêu. Rất tình cảm, anh chị em thì như thể tay chân, rách lành thì đùm bọc mà khó khăn thì đỡ đần. Từ nay thì anh chị em luôn luôn bền chặt gắn bó bên nhau. Và xin quý vị một tràng tay thân lớn hơn nữa để cảm ơn tình cảm của người anh trai và người chị dâu rất là tuyệt vời. Vâng ạ, thưa quý vị thân mến ạ, cô dâu và chú rể cứ đứng nhận quà lại cười rất là tươi. Có lẽ đứng từ giờ đến trưa cũng được đúng không? Vâng ạ, rất là tuyệt vời, rất là hạnh phúc trong ngày vui, ngày hạnh phúc ngày hôm nay. Thì ngoài những món quà làm kỷ vật của những người thân yêu trong gia đình thì quý vị chúng ta sẽ tiếp tục trao quà cho cô dâu chú rể. Và hai bạn sẽ bật chế độ nhận quà 24/24. Và thưa quý vị thân mến, ngoài những món quà thì những tràng pháo tay, những nụ cười rất là tươi, và đặc biệt sự hiện diện có mặt của toàn thể quý vị ngày hôm nay, đó là niềm vinh dự tự hào dành cho hai bên gia đình cũng như cho cô dâu và chú rể. Và để cho hai bạn được động viên, được khích lệ lớn lao nhất để cùng xây dựng lên một chặng đường tương lai tình yêu và hạnh phúc. Và để chúc mừng cho buổi đại lễ vô quy ngày hôm nay cũng như chúc mừng cho sự thành công cũng như chúc phúc cho cô dâu chú rể, xin mời toàn thể quý vị chúng ta sẽ cùng dành thêm thật nhiều thời gian vàng ngọc cũng như tình cảm cho hai bên gia đình, cũng như chờ đợi ít phút nữa sẽ đến giờ Thanh Long, giờ Hoàng Đạo, giờ đón dâu của gia đình họ nhà trai. Thì xin được trân trọng kính mời quý vị sẽ cùng tự nhiên xây chầu, uống nước thuốc và cùng trở lại với ban tổ chức với một ca khúc rất là ý nghĩa được mang tên Chảy Hội Xuân để chúc mừng ngày phúc cho cô dâu chú rể. Và xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc này bằng một tràng pháo tay thật lớn và nồng nhiệt. Trở lại với ca khúc này. See how
hội, kia là anh ba đi chạy hội, tưng bừng làng trên xóm dưới xôn xao một ngày xuân. Trông đã sụp bên sân đình, dòng người hối hả ngược xuôi, câu hát xưa gợi xuân tình, miếng trầu đượm duyên ai. Kia là chị hai đi chạy hội, kia là anh ba đi chạy hội, thân bao hồng dài lụa mềm hiếm thơm, mang nắng về hội xuân. Nét dịu dàng chị hai duyên dáng, xin chào quý vị một tràng tay thật lớn và nhiệt cho các cô dâu cũng như chúc mừng hạnh phúc cho cô dâu và chú rể. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị, trân trọng và kính mến lời ca và tiếng hát thì luôn là cung bậc, là cảm xúc của tình yêu đôi lứa. Và để chúc mừng hạnh phúc cho cô dâu và chú rể với một ca khúc vừa rồi, cũng chúc quý vị chúng ta dùng tiệc trầu tiệc trà thật là ngon miệng. Và kính thưa toàn thể quý vị thân mến, trăm năm thì chỉ có một ngày, và một ngày thì chỉ có một giờ, và giờ đẹp nhất đó chính là giờ đón cô dâu. Và ngay sau đây xin được trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu diện diện của vị trưởng đoàn đại diện gia đình họ nhà trai sẽ cùng trở về sân khấu với đôi lời phát biểu xin phép tới hai họ bốn nhà, cũng như lời mời trân trọng tới hai bên gia đình sẽ cùng với hai bên gia đình đưa cô dâu về nhà chồng. Xin được trân trọng kính mời bác ạ. Kính thưa quan viên hai họ, kính thưa các cụ, các ông, các bà, đến giờ phút này có thể nói rằng là chúng ta đã thành công tốt đẹp. Và sau đây thì là xin thay mặt cho toàn thể họ nhà trai xin cảm ơn các cụ, các ông, các bà bên họ nhà gái đã cùng với họ nhà trai để tổ chức lễ thành hôn cho hai con của chúng ta một cách trang trọng nhất. Và đây cũng là giờ thời khắc là chúng ta cũng phải đưa cháu về dưới nhà, và để cho kịp giờ như chúng hai gia đình ta đã định. Và cũng xin trân trọng nhà trai, trân trọng kính mời tất cả các cụ công, các bà, họ nhà gái cùng các bạn bè của hai cháu về dưới Hà Nội để chúng ta lại tiếp tục làm thủ tục cho các cháu làm lễ cưới tiếp, và đồng thời dùng bữa cơm thân mật với gia đình họ nhà trai. Xin trân trọng cảm ơn. Vâng ạ, xin được trân trọng và cảm ơn những lời phát biểu xin đón dâu và lời mời trân trọng của vị trưởng đoàn đại diện gia đình họ nhà trai rất là nhiều. Và kính thưa toàn thể quý vị, trân trọng và kính mến, ta đúng là 15 thể tính chuyển trước sau, trăm năm tính chuyển chầu cao riêng mình. Và từ ngày hôm nay, hai gia đình nhà trai và nhà gái đã chính thức có thêm một nàng dâu hiền, có thêm một chàng rể thảo, trai đảm việc nước, gái đảm việc nhà, trai thương vợ hăng say công tác, gái thương chồng trung hậu đảm đang, hạnh phúc non sông, hạnh phúc nhà, thắm tình tổ quốc vẹn tình ta, và trà thuốc thì cũng đã nhấp men say, mà tình lòng thì cũng đã rót đầy lòng nhau. Và ngoài trời thì có đám mây thưa, mà trong phòng cưới thì cũng đã kính thưa cả rồi. Chương trình thì rất muốn kéo dài, tuy nhiên giờ thanh long giờ bằng đạo, giờ đón dâu của gia đình họ nhà trai cũng đã điểm, và ban tổ chức xin phúc vị được khép lại chương trình tổ chức tại đây. Xin được gửi tới quý vị lời kính sức khỏe, gia đình hạnh phúc, an khang và thành đạt. Xin được trân trọng cảm ơn.
trên tay tôi, dịu kiếp mới có thể là vợ nghiền tay. Nhìn của anh thấy tụi mình trao môi, trao như có thấm đụng lòng da vôi. Sắp tới lớp thăng hoa bỗng nhiên em đổ rồi. Một là em cưới anh, còn không anh sẽ canh. Ngày nhà trai bước nhau anh sẽ câu nhật. Làm em say tứ lừa, làm em ngủ tới trưa. Để đàn trai thôi rước dâu luôn. Nhà làng ơi cũng biết em là còn cô sáu chú tám bên nhà. Xin trong gia đình nhà cửa nhung nấm lúa là phần nghèo như anh trắng nhà mông. Mà đeo bông theo chiếc khố trong lòng. Tháng nhớ năm chờ tình ta hoa trăm nhà thờ. Cả làng ơi cũng biết em là còn cô sáu chú tám bên nhà. Xin trong gia đình nhà cửa nhung nấm lúa là phần nghèo như anh trắng nhà mông. Mà đeo bông theo chiếc khố trong lòng. Gia đình bên nhà gái. Và tôi thì
thì cũng là đến bữa mà chúng ta dùng cơm rồi, thì thay mặt cho gia đình họ nhà trai là kính mời tất cả các cụ công các bà bên nội ngoại nhà trai nhà gái, chúng ta sẽ ngồi uống nước, sau đó thì ta sang ta dùng bữa cơm thân mật đối với để mừng cho các con của chúng ta lễ thành hôm nay. Để xin mời các cụ công các bà ngồi xây nước, sau đó chúng ta sang dùng bữa cơm thân mật với gia đình.